Chăm chỉ tương tác với fan, Jack 5 triệu sẽ tái xuất giang hồ vào sinh nhật 25 tuổi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình nhân này cũng đã gần 9 tháng 10 ngày ca sĩ trẻ, bố một con Jack 5 triệu quy về ở ẩn sau drama bắt cá nhiều tay chấn động vào năm ngoái. Khi ấy ồn ào nổ ra, giọng ca sóng gió không im lặng như vị chủ tịch nào đó mà đã anh dũng đứng ra gửi lời xin lỗi, nhưng lòng tin nơi người hâm mộ thì đã mai một. Tuy nhiên anh chàng vẫn rất chăm chỉ tương tác với các fan ruột trong group kín. Và mới đây nhất, nam ca sĩ đã xuất hiện và chúc mừng sinh nhật FC đom đóm của mình tròn 3 năm thành lập theo cách rất riêng, đồng thời nhắn nhủ tới các fan giữ gìn sức khỏe và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Động thái này ngay lập tức làm nhiều dân mạng đặt ra nghi vấn, phải chăng ca sĩ Jack đang chuẩn bị tái xuất? Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi hiện tại các đồng đóm cũng đang rất tích cực lên kế hoạch để chào đón sinh nhật 25 tuổi của Jack vào ngày 12 tháng 4. Còn nhớ năm ngoái, Jack nhận được các fan ruột tổ chức sinh nhật bất ngờ, đã vậy còn nhận được cả núi quà chẳng thua kém gì cả idol K-pop, khiến anh chàng còn khóc như mưa trên sân khấu. Chính từ những cơ sở này mà dân tình đang không ngừng đặt ra câu hỏi, phải chăng Jack sẽ tái xuất và sinh nhật tuổi 25 hậu drama tình ái?